Công ty hóa chất Trần Tiến trân trọng giới thiệu sản phẩm Sáp ong. Sáp ong có xuất xứ từ châu Âu, quy cách đóng gói, bao 25 kg. Sáp ong tồn tại ở dạng hạt màu trắng, mùi đặc trưng, tan trong dầu và không tan trong nước. Là chất phủ bảo vệ format không bị hư hỏng. Là chất phụ gia ngăn ngừa mất nước cho thực phẩm. Và là thành phần bảo vệ bề mặt cho một số loại trái cây hay kẹo cao su. Là thành phần giúp làm sạch lông trong quy trình sản xuất, chế biến thịt gia súc và gia cầm. Được thêm vào sáp xương trong quá trình phẫu thuật. Là thành phần trong viên nang mềm, tạo lớp phủ cho thuốc viên. Có tác dụng tạo kết dính cho son môi, kem dưỡng da, phấn trang điểm và sáp vuốt tóc. Được dùng trong sản xuất nến, giúp nến không bị cong, cháy sáng lâu hơn. Là chất ổn định, chất kết dính trong sơn dầu, có khả năng tạo độ rắn cho xà phòng. Nó còn là thành phần trong xi đánh giày, đánh bóng đồ nội thất, sáp tạo hình và sáp ván lướt sóng hữu cơ. Dưới đây là một số hình ảnh sản phẩm thực tế có tại công ty hóa chất Trần Tiến. Công ty hóa chất Trần Tiến hiện đang là đơn vị cung cấp các loại hóa chất cho nhiều đối tác, khách hàng lớn nhằm phục vụ sản xuất công nghiệp, nông nghiệp cũng như cho phòng thí nghiệm. Để mua hàng, các bạn có thể liên hệ từ số hotline 0983 838 250 hoặc truy cập vào trang web hoachattrantien.com. Cảm ơn quý khách đã xem video, hãy đăng ký kênh để theo dõi các sản phẩm mới.